vậy? Mẹ lấy cái đuôi xuống rồi đó. Đó, lấy một tí Rồi nữa. kìa. Lấy cái đuôi xuống chung đi rồi. Mấy ngày đi lấy về ăn mà. Mẹ phải mắc cơ hả? Ớt thì lấy à? Cứ thái hết đi, thái Ừ. hết măng nữa. Đây là cái này non hả? Là lấy là ớt mới lên hả? Cái non là măng chua là Ừ. Không non lại đi làm ớt đúng không? cái già là măng chua. Này lấy đi này. Cúc Thì này cứ nữa. cứ thái hết. Cái này lấy ra. Cái kia là măng măng ớt là. Măng ớt à này. Cái này là măng chua là. Ừ. Thì cái chung Nói thì chung cho. cái đuôi, cái Đúng rồi. đuôi cái ngâm 3 ngày thì này thì lấy về về nấu canh ăn à. Thì bây giờ tí nữa cho Không thêm được đâu, vào, tí nữa cho không được thêm. đâu. Cho thêm vào nó không nát rồi. Cái Cái đuôi nó nát à? kia mẹ vừa cho vào là. Ừ, cho vào nhưng không luộc đâu à. Nhưng mà làm măng chua ảnh hưởng gì? Ý, cái đuôi nó nát đi à? Đó có. Thì cái này là để làm riêng hả? Cái này để làm riêng. Làm bình riêng hả? Thì nó là cái này đi. Nhét cái cuối này. Cái kia là măng ớt. Ừ. Đây là măng chua. Mắc ớt cái này đây à, lại rồi kiếm. Hả? Được rồi. Này, lấy Đây đi. đây. Cái này là măng măng ớt. Ngâm là măng ớt. À, mới hết được cái thứ kéo đây muốn đẩy nè. Măng thái đi ra rửa đi phát để làm măng ớt. Bình có rồi. Cái này là Bằng mặt măng nó chưa? với thêm là ớt thêm bằng mặt thêm là đấy Ớt là măng. cà với cái đạt này rửa được ở bắc này nó chịu hết được bắc chịu Cái này là làm măng chua, cái bình kia rửa chứ. bên nào Chung mà. Chung nhỉ? cái này à? Nó mẹ lấy quang về cái rửa bằng này chung Bên thì trong cái vẫn còn à? Còn thì mình cho thêm luôn. cho thêm đè xuống dưới thì là móc cái này lên này nào chặt bốn Lấy ra thể lấy cái đấy lấy đi rửa luôn rồi. cái nào đi rửa Cái này. cái này để đây rửa luôn ở đây à cái nó bằng bằng này chứ được nó đây mảnh này nữa cái làm măng ớt để hết được cái đấy Sao ăn là thế cái này măng chua thì cái bình chung bên kia không cần lấy nữa. thế đi đi lấy cái chung kia ra đi lấy cái đuôi ra đi cái Lấy đuôi lấy ra nồi đi để luộc ăn đi lấn với nhau được không lấn được đâu cái đuôi nó nát à không? nó Nó khổ mịn, nó non, nó mềm nhanh hơn không? ừ thế lấy ra đi mấy mẹ vừa đổ đi à thì lấy ra nồi đi luộc ăn đi trong này hàng con này lấy xuống vùng quên thì thối gì kìa Để cái đuôi nó thái hết nữa này. Để con đi đã. Ý được con. đi đổ cái kia ra Măng tre thái lấy cái gốc nó về làm măng chua nè đấy cứ rửa đi một lượt được. thì lửa này lấy vào chậu to đi rửa mới được này còn lấy không cần non nè không nên là nhiều quá này Nhiều này đây để làm măng chua hết đi thì nữa lấy cái nước giếng nhá nước bể làm được là được. nước nào chẳng được Chưa rửa chung phơi ở ngoài nắng là nóng đấy đi lấy đâu ở trong gần trong nhà đi lấy ra hết rồi gì nữa hả? không bỏ cả chung là từ cái trong nhà đi trong 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 bếp ga nè thái đang tiếp được một món món hết cả hay lâu đi rửa cái chậu đi rồi thì nước mình móc ra chậu này cần tí nữa rửa đổ ra rổ lấy vào măng chua luôn à, lấy vào chung luôn rửa cái nước không cũng đi rồi rửa như này nó đã đi còn gì nữa đi rồi rửa một lần nữa. Thank you.
không? Rồi. Ok, vậy là mình đã được một chùm măng chua rồi các bạn nhé. Thì cái quá trình làm măng chua thì rất là đơn giản thôi. Các bạn cũng nhìn thấy rồi nhé. Mình lấy cái măng tre. Măng tre, cái mùa này đang có măng tre, cái mùa hè. Mùa hè nó đang mọc măng tre thì mình lấy cái măng tre về, bóc cái vỏ và chọn cái con non non của nó ấy. Non mình thái nhỏ ra. Thái nhỏ ra thành như thế này. Thành khúc từng khúc, từng khúc, từng đoạn như thế này. Đấy. Sau đó mình rửa đi một nước nhá, rửa đi một nước để cho nó cái nước nước đắng của cái măng nó đi, rửa cái nước nước măng đắng nó đi, rửa đi một nước. Sau đó là mình chuẩn bị một cái chum. Nếu mà các bạn không có chum ấy thì các bạn dùng bình nhựa cũng được, bình nhựa, hoặc là mà các bạn làm một cái nồi gang thì cũng được, hoặc là làm một cái nào mà các bạn đựng được nước thì và đựng được măng thì đều làm được măng chua thôi. Nó rất đơn giản. Thái măng, rửa măng đi một nước, sau đó là lấy vào chum hoặc là lấy vào bình. Sau đó là cho thêm nước lá. Đây là nước lá đó nhé bạn nhé. Cho thêm nước lá. Cho thêm nước lá. Sau đó là mình đậy vào. Để cái nắp không phải buộc chặt kín nữa nhé. Các bạn nhé. Mình chỉ cần đậy bình thường thôi. Đây vùng này. Đậy vào. Nên mình để như này 2-3 hôm. Thời tiết nắng này 2-3 hôm thì là 2-3 ngày thì là cái măng này nó sẽ chua lên thôi. Măng này sẽ chua lên và mình sẽ lấy về nấu canh thôi. Nấu canh cá này, nấu với xương này, hoặc là nấu bất kỳ gì thì cái món canh măng chua thì rất là chua, ăn ngon, đậm đà, ăn không ngấy cơm các bạn. Đấy thì mình vừa hướng dẫn các bạn làm cái món măng chua nhá. Các bạn ở nhà có cái măng tre thì đừng nên vứt đi, mà cái măng non mà không muốn nó mặc nữa thì để cho chúng ta lấy về làm măng chua. Lấy về thái ra rửa, xong thì rửa cái nước đắng, xong đó là lấy vào chum hoặc bình và là cho vào cái nước lá vào và có cái nắp nó đậy vào như thế này thì sau 2-3 ngày thì là thành măng chua thôi. Đấy. Thì mình thì cũng đặt ở đây đấy, mình đặt ở góc nhà đây. Đấy, đặt ở góc nhà đấy. Đấy là có bình măng chua dùng trong mấy ngày tới rồi. Ngày mai ngày kia là nên là sẽ có măng chua để dùng thôi. Các bạn cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nhé. Các bạn xem mà đăng ký và ủng hộ kênh giúp mình để mình có động lực để chia sẻ những cái video, chia sẻ về những cái kiến thức mình biết và chia sẻ cho những người chưa biết. Đấy, bạn chưa biết thì chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, đúng không ạ? Thì mình cũng chia sẻ những gì mình biết thôi, còn những ai đã biết rồi hoặc là xem đã biết rồi thì có thể bỏ qua nhé. Các bạn đăng ký video và chia sẻ video giúp mình nhé, đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Thì sau khi xem video này hy vọng chúng ta đều là biết làm măng chua nhé. À, chúng ta tự làm tốt. Nếu mà chúng ta ra chợ mà mua thì nó đến thần bát 5.000, 10.000, mười mấy nghìn đấy, mà chỉ được ít thôi nhá bạn nhá. Bây giờ cái gì ngoài chợ đắt đỏ, nhà chúng ta mà ở miền núi thì có tre thì cứ chặt măng về làm măng chua thôi, rất là đơn giản, gọn nhẹ và dễ làm. Chủ yếu là tìm măng, chủ yếu là có măng rồi, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nhé.